Xin được hướng dẫn với thầy cô cách để chúng ta upload một cái bài giảng lên trang c3tantru.ms. Đầu tiên chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt và mình sẽ nhập cái địa chỉ là c3tantru.lms.vnedu.vn. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấp chuột vào nút đăng nhập và chọn đăng nhập bằng tài khoản VnEdu. Và với thầy cô lưu ý là chúng ta sử dụng cái tài khoản nhập điểm của chúng ta để đăng nhập vào đây. Đúng tài khoản và mật khẩu. Ở đây giả sử tôi sử dụng tài khoản của một giáo viên đó là cô Tặng chẳng hạn, và chúng ta nhấp chuột vào nút đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ nhìn thấy tên của chúng ta, và chúng ta sẽ sổ cái hộp thoại tên của mình, cái combo này ra, và chúng ta chọn là trang quản trị. Khi chọn trang quản trị, bây giờ chúng ta cần up một cái bài giảng lên kho học liệu, chúng ta chọn kho học liệu và chọn danh sách. Thì quý thầy cô sẽ nhìn thấy danh sách các cái bài giảng trước đây mà chúng ta đã up. Tiếp tục chúng ta chọn thêm mới một cái bài giảng chuẩn.com và chúng ta đặt tên của một cái bài giảng. Và nhớ chọn đơn vị là trường trung học phổ thông Tân Trụ, chúng ta nháy nút vào. Trạng thái đang hoạt động. Và chọn là có duyệt và không cho học sinh khác vào. Chọn đúng khối, đúng môn. Và chúng ta nhấp vào nút tìm file để chúng ta upload một cái bài lên. Sau khi nó load 100% thì chúng ta sẽ tiến hành lưu lại. Và lưu bài giảng thành công. Sau khi có bài giảng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo cái khóa học để cho học sinh học. Chúng ta sẽ chọn là tạo khóa học mới. Chúng ta chọn trạng thái là đang hoạt động và chọn cái danh mục và đúng cái danh mục của mình để thống kê cho nó chính xác. Đặt tên của khóa học. Và sau khi đặt tên khóa học thì quý thầy cô có thể là sao chép luôn cái tên này để chúng ta dán vào cái mục mô tả, mình khỏi phải gõ nữa, hoặc là quý thầy cô xuống mô tả với quý thầy cô có thể là gõ thêm gõ bớt cái nội dung cho nó dài, làm sao cho học sinh dễ thấy được cái mô tả của mình cho tùy thầy cô. Và nhớ chọn khối, chọn môn và chọn trường. Tiếp theo khá quan trọng đó là cái cấu hình của khóa học. Thì quý thầy cô là sẽ chọn không cho học sinh ở ngoài vào và chọn trạng thái tự động đăng duyệt cho học sinh. Và chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Thời gian học có thể cho là từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm đối với bài học này. Và chúng ta chọn một cái chương mục. Tạo một cái chương mục mới để chúng ta up bài lên. Và sau đó lưu lại là lưu một cái khóa học thành công. Đó là chỉ mới tạo tên khóa học thôi. Tiếp theo chúng ta nhấp chuột vào tên của khóa học. Bây giờ chúng ta mới đưa bài giảng vào trong khóa học. Chúng ta chọn đề cương và chọn ngay cái chương mục hồi nãy chúng ta đã tạo và chọn quản lý học liệu. Sau đó chúng ta chọn thêm học liệu từ từ kho. Và chúng ta chọn ngay cái học liệu mà mình đã up lên trước đó hoặc là mới vừa up. Và chúng ta nhấp vào dấu cộng để nó thêm vào. Đồng ý là thêm thành công. Tiếp theo cái học liệu đã thêm vào rồi thì giờ mình sẽ chỉnh sửa cái học liệu này cho phép học sinh học bao nhiêu phần trăm. Ví dụ chúng ta chọn là cho học 100% hay 80 hay 90% thì nó tùy với thầy cô có thể chọn và chúng ta lưu lại. Chúng ta đã thêm học liệu thành công, chúng ta trở lại tên khóa học và chúng ta chọn cho học viên nào vào để học. Ví dụ chúng ta cho học sinh của trường Trung học phổ thông Tân Trụ bằng cách là chúng ta chọn chức năng và thêm danh sách chỉ của trường mình thôi, bằng cách là chúng ta chọn tên trường, tên khối và tên lớp. Ví dụ tôi cho lớp 11A2 và chúng ta dò tìm và chúng ta tích dấu chọn tất cả học sinh 11A2, chúng ta add vào lưu lại. Và tiếp tục giả sử tôi cho thêm cái lớp 11A9 cùng 11A2 học bài này thì chúng ta tìm kiếm 11A9 và chúng ta tích chọn tất cả, sau đó lưu lại. Bây giờ ta quay lại cái khóa học. Như vậy thì cái khóa học này chỉ có 77 học sinh, đó là 11A2 và 11A9. Còn những lớp khác sẽ không vào học được. Đó là tùy chúng ta chọn.
Tương tự nếu chúng ta chọn cả khối thì chúng ta chọn lần lượt từng lớp ta ép vào. Và sau khi mình ép vào thì chắc chắn là thông tin của những học sinh này đều là chưa học hết. Kết quả có thể là một hai ngày sau chúng ta vào để chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy kết quả học sinh nào đã học, học bao nhiêu phần trăm. Thì đó là tạo xong một cái khóa học. Tiếp theo của thầy cô có thể là chọn thống kê báo cáo và các cái biểu mẫu báo cáo. Thầy cô có thể chọn tương ứng. Và cái phần báo cáo thì hiện tại hệ thống đang cập nhật chưa ổn định, cho nên là có một số mẫu báo cáo chúng ta thực hiện nó không chính xác lắm. Quý thầy cô thông cảm. Chúc quý thầy cô thành công.